Sáng ngày 19 tháng 11, trường Trung học cơ sở Thạch Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Phúc, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa. Trường Trung học cơ sở Thạch Hóa được thành lập vào tháng 8 năm 1962 với tên gọi Trường cấp 2 Thạch Hóa. Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách và đổi tên, đến ngày 22 tháng 8 năm 1990, trường chính thức mang tên Trường Trung học cơ sở Thạch Hóa. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cả cấp, sự nỗ lực của các thế hệ thầy và trò nhà trường, cùng với sự phát triển của giáo dục huyện nhà, Trường Trung học cơ sở Thạch Hóa đã gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều năm liền được công nhận tập thể tiên tiến xuất sắc. Năm 2014, trường vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2020, trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng mức độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tặng giấy khen năm học 2021-2022. Học sinh của trường tham gia dự thi đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh ngày càng tăng. Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, trường có 16 giải cấp huyện và 9 giải cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt tỷ lệ 100%. Cơ sở vật chất từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Những kết quả thành tích đó đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường, được phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn tin tưởng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, những kỷ niệm khi được giảng dạy và học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Thạch Hóa. Các đại biểu đã gửi tặng nhà trường những phần quà và lãng hoa tươi thắm, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Thạch Hóa nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.